trang trí xong con phố thì đề nghị tất cả các đơn vị sẽ vệ sinh quanh khu vực con phố của mình. Đơn vị nào mà chưa đảm bảo về vệ sinh thì sẽ bị trừ điểm, và đối với đơn vị nào mà không có biển tên của đơn vị thì sẽ trừ điểm. Các chị lớn nhé.